khi do tắc nghẽn thì bạn phải có cái tiêu chuẩn vàng là chụp động mạch vành có hẹp trên 50% đường kính. Nhưng mà không phải trường hợp chúng ta cũng có thể chụp mạch vành, đúng không? Những khi cơ sở chúng ta không có, rồi chúng ta cũng bệnh nhân không có điều kiện có tiền để làm hoặc là ý định chúng ta không làm được, nghĩa là chúng ta có thể đánh giá về các yếu tố nguy cơ cũng như khám về lâm sàng. Những yếu tố nguy cơ chính của các bệnh viêm thiếu máu cục bộ là có bốn cái yếu tố chính, tức là tăng huyết áp, đái tháo đường, đó là tiêu máu và hút thuốc lá. Ngoài ra những yếu tố nguy cơ khác ví dụ như là tuổi cao hoặc là nam giới, một số cả béo phì, thói quen ít vận động, các phản ứng vi khi là vi tăng cao hay là acid uric bây giờ cũng là nguy cơ. Anh chị em nó nhiều lên, nếu càng có những yếu tố nguy cơ thì càng nặng hơn. Và tại trên lâm sàng có thể có cơ đông ngực hoặc không. Nếu không có cơ đông ngực chúng ta có thể cho coi chừng đó là thiếu máu cơ tim tim lặng. Thì những cái test của chúng ta làm mà không xâm lấn nó sẽ làm cho việc không giám sức. Nếu không có khả năng giám sức thì làm hơn thôi được trong vòng 24 giờ. Để sơ khởi chúng ta có thể xác định hoặc là đo điện tâm đồ thường quy hoặc là siêu âm tim qua thận ngực thấy có rối loạn vận động thần kinh. Đó cho người có những nguy cơ thì chúng ta cũng nghi ngờ. Như vậy ở đây mở rộng ra là chúng ta thà điều trị dự phòng còn hơn là chúng ta không điều trị, đúng không ạ? Như vậy coi như chúng ta có tiêu chuẩn vàng hoặc không có tiêu chuẩn vàng mà có nhiều nguy cơ thì chúng ta cũng điều trị, được không các anh chị? Đó. Như vậy về cái tiếp cận điều trị đó thì nó có hai mục đích. Mục đích nhất là cải thiện tiên lượng phòng ngừa nhồi máu cơ tim và tử vong. Cái điều kiện cái mục đích thứ hai đó là giảm triệu chứng cơ đau thắt lưng, cho làm cho bệnh nhân cảm thấy yêu đời hơn, chất lượng cuộc sống được cải thiện hơn. Thì theo cái guideline 2013 thì về cái điều trị dự phòng biến cố đó thì các nhận thấy đầu tiên vẫn là cái điều chỉnh lối sống, kiểm soát yếu tố nguy cơ, một số yếu tố nguy cơ như nói nãy. Nhưng mà nếu bệnh nhân hút thuốc lá thì phải khuyên người ta cố gắng bỏ thuốc lá, người ta lười vận động phải khuyên người ta vận động nhiều hơn. Ở đây có một số bác sĩ tôi thấy rằng là bệnh nhân bị thoái hóa khớp bảo người ta đừng có đi nhiều đau. Bệnh nhân bị suy tĩnh mạch bảo đừng có đi nhiều nó suy tĩnh mạch nặng hơn, đúng không các anh chị? À, sai nha. Để thấy nhiều bệnh nhân nói tôi là bác sĩ hay chẳng gì. Bị thoái hóa khớp thì phải đi nhiều thì nó bớt thoái hóa khớp. Bị suy tĩnh mạch thì càng phải đi nhiều thì nó mới đỡ suy tĩnh mạch. Ngược lại. Mà khi mà đi nhiều, vận động nhiều như vậy thì huyết áp sẽ kiểm soát tốt hơn, đường máu sẽ kiểm soát tốt hơn, giảm bớt béo phì, giảm bớt bụng phì, đúng không? Thì cái nguy cơ tim mạch nó sẽ giảm đi, được không ạ? Cho đó đầu tiên phải khuyên bệnh nhân có điều chỉnh lối sống và kiểm soát yếu tố nguy cơ. Nếu như có tăng huyết áp phải làm sao điều chỉnh huyết áp đạt được mức huyết áp 1 triệu. Nếu có đái tháo đường phải kiểm làm sao điều chỉnh cho đường máu đạt mức mục tiêu, đường mục tiêu HB1CO đạt mục tiêu. Có đó là lipid máu cũng phải làm sao điều trị cho mức cholesterol máu đạt mức mục tiêu. Cái mục tiêu như thế nào các chị xem tài liệu các bạn đó, được không ạ? Rồi như vậy chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân, tư vấn bệnh nhân làm sao thực hiện những cái điều tốt mới được, chứ không phải chăm chăm bỏ thuốc không nha các chị. Cái này vẫn hơn cái này nha, được không ạ? Rồi về ngoài cái này ra chúng ta phải kèm thêm thuốc. Thì như nãy tôi nói bắt buộc phải có aspirin. Nó diễn có aspirin và cho clopidogrel và bắt buộc phải có statin. Như vậy statin khi mà cholesterol đạt mức huyết áp mục tiêu rồi trở về bình thường có cho dùng nữa không? Vẫn dùng. À, chúng ta vẫn tiếp tục dùng. Đây, vẫn dùng. Có thể các chị sẽ chỉnh liều giảm thấp hơn một chút và chúng ta kiểm soát cholesterol máu đừng hạ quá thấp. Tại vì nếu mà cholesterol máu quá thấp cũng là một nguy cơ cho các bệnh lý khác, đặc biệt là ung thư. Do đó chúng ta cũng không nên hạ quá thấp dưới cái ngưỡng dưới của giá trị bình thường. Còn nếu nó nằm trong cái giá trị bình thường dù cần chỗ thấp chúng ta vẫn tiếp tục cho nha. Chúng ta có thể giảm liều hoặc là cho cách ngày khỏi được. Còn khám chất tập tiểu cầu thì nếu diễn aspirin hoặc có tác dụng phụ chúng ta sẽ dùng cái clopidogrel hoặc là prasugrel. Rồi ở trong này ức chế men chuyển hoặc chạy cụ thể là một thuốc không thể thiếu được. Tại vì sao như vậy? Các chị biết ức chế men chuyển hoặc chạy cụ thể có tác dụng lên hệ thần kinh sulfatin aldosterone nó điều chỉnh huyết áp, đúng không ạ? Mà hầu hết bệnh nhân bị bệnh thiếu thuốc bộ thì sẽ có tăng huyết áp hầu hết. Vậy có người bệnh thiếu thuốc bộ mà không có tăng huyết áp không? Có. Nhưng bệnh nhân đã có bệnh thiếu thuốc bộ hậu quả cuối cùng sẽ là gì? Là suy tim.
Suy tim nó là do cái gì? Do thứ nhất là do cơ tim nó bị thiếu máu. Chỗ nào nó thiếu máu cục bộ thì những vùng khác nó sẽ bù trừ. Bù trừ của cái nó sẽ to, nó co mạnh hơn, nó kỳ dạy, nó dày lên. Nó làm cho cái hình dạng của cái cơ tim nó bị méo mó. Nó gọi là dày không đồng tâm thông trái. Đúng không ạ? Mà khi mà cái cơ tim nó méo mó, nó dày không đồng tâm như vậy á, nó sẽ làm cho tiến triển của suy tim nặng lên. Đúng không? Rồi. Như vậy ức chế vận chuyển là một hố mà nó tác động lên cái yếu tố tăng trưởng, cái growth factor. Yếu tố này nó sẽ làm chống tái cấu trúc cơ tim và tái cấu trúc mạch máu quá mức. Nó làm cho cái cấu trúc của cơ tim nó không bị quá mức gì. Nó làm cho cái chức năng của tim được tốt hơn. Bên cạnh đó, ức chế vận chuyển là một thuốc giãn được động mạch, giãn cả tĩnh mạch. Như vậy nó sẽ làm giảm tiền tải cho tim và giảm hậu tải cho tim, nó sẽ dự phòng được suy tim. Đó là hoạt cuối cùng của cái nhồi máu của cái bệnh viêm thiếu máu cục bộ. Như vậy bắt buộc phải cho sẽ dự phòng được biến cố, dự phòng được suy tim, dự phòng được đột tử cho bệnh nhân. Anh chị nắm được chỗ này không ạ? Thì anh nhớ phải cho nha. Nếu có tăng huyết áp thì cho liều cao lên, và nếu không có tăng huyết áp cho liều thấp xuống, được không? Trong điều trị suy tim cũng cho ức chế vận chuyển luôn hết anh chị nha. Và nhớ này là hoạt tính nha, đừng cho chung hai thứ nha. Ức chế vận chuyển hoặc là thể thể nha, đừng cho cả hai được chứ. Rồi. Như vậy cái nhánh này các chị hiểu được không ạ? Rồi, cái nhánh bên này á điều trị kiểm soát cơn đau, như vậy được vai trò kiểm soát cơn đau thôi. Đó. Thì nếu ngay lúc thì cơn đau thì chúng ta dùng các cái đi chế tác dụng nhanh, các dụng ngắn, ngậm vắt là hết liền. Đó. Sau đó chúng ta có thể điều trị dự phòng bằng beta blocker hoặc là ức chế kinh canxi, hay giãn kinh canxi. Đó. Thì trong cái guideline này nó chia ra first line và second line những cái thuốc điều trị sau đó. Thì ở trong này là cái first line là beta blocker ức chế kinh canxi, giãn kinh canxi. Đó. Có thể là DHP hoặc non DHP thì tình trạng nhớ không được phối hợp beta blocker với non DHP nha. Rồi cái second line á, thì nó gồm có ivabradin là tác dụng lên GDF của nút xoang làm chậm tần số tim, thì làm giảm nhu cầu, giảm cơn đau. Một số cái nitrat tác dụng dài, ricolandin hoặc là lamotrigine, đặc biệt là thymetazidine tác động lên chuyển hóa của tế bào cơ tim trong tình trạng thiếu oxy. Đó. Thì nó cũng cải thiện rất là tốt. Thế là ta chia ra first line với second line. Tuy nhiên, cái tiếp cận mới sau này trong cái điều trị đau thắt ngực á, mục tiêu số 2 đó, thì cái hướng dẫn năm 2018 của ESC thì nó sẽ không có phân định rõ first line với second line nữa nha. Mà nó gọi là cách tiếp cận chim chuông hay gọi là gì? Là tiếp cận cá thể hóa điều trị. Như vậy nó sẽ chia rất là nhiều cái đối tượng ha. Các anh chị thấy nhìn cái hình này giống cái hình kim cương. Ở trên này cái màu nó xấu quá, giờ mới tốt những cái hình này đẹp lắm. Nó giống như một cái kim cương nhìn từ trên xuống. Ha. Dạ. Dạ không có trong bài đâu ạ. Cái bài này mới xoài. Rồi xin lỗi các anh chị có thể lên cho ad từ cái Facebook của tôi xong rồi tao cái bài này nhìn xin. Dạ. Mấy cái hạt này tôi lấy từ cái hình góc ở trên cái hướng dẫn luôn, là cái độ phân giải rất là cao, nhìn rất là đẹp. Thì ở đây một cái hình rất là lớn. Bây giờ trước khi chúng ta trao đổi về cái bệnh lý thiếu máu cục bộ, xin nhắc sơ về luật trực tuyến và cái giải phẫu động mạch vành. Thì như chúng ta biết cái động mạch vành, hệ động mạch vành chúng ta còn có hai động mạch vành chính, đó là động mạch vành trái và động mạch vành phải. Động mạch vành trái và động mạch phải xuất phát từ góc động mạch chủ. Ở góc động mạch chủ chúng ta có ba cái lá van tổ chim, và đây là tổ chim yếm ha. Các bạn biết tổ chim yếm là như các bạn tay với tôi đây, nó sẽ làm như thế này, đúng không ạ? Cái từ là cái thành của động mạch, và cái động mạch nó xuất phát từ cái đáy của cái chén này để đáy của cái tổ chim ha, hay gọi là van thắng nguyệt cũng được. Thì chúng ta sẽ có ba lá van, thì đứng về mặt giải phẫu để đặt cái tên cho nó theo vị trí là lá trước trái, lá trước phải và lá sau. Lá trước bên trái thì nó có cái động mạch bên trái xuất phát từ cái đáy của cái van nó đi ra, hay còn gọi là lá bên trái. Cái lá trước phải thì xuất phát cái động mạch vành phải ở cái đáy của cái chén nó đi ra, nó gọi là lá trước phải, và cái lá sau không có động mạch vành nào đi ra, gọi là lá không vành. Như vậy chúng ta gọi tên ba cái lá van của động mạch chủ thì nó hai cách như vậy,
ha, lá trước trái trước phải và lá sau, hoặc là lá bên trái lá bên phải và lá bên phải. Thì cái động mạch bên trái nó xuất phát từ các bà chủ, nó đi xen giữa cái động mạch phổi. Thì có một đoạn nó gọi là thân trung động mạch bên trái. Cái thân trung này nó dài khoảng 12-20mm thôi, rất là ngắn. Tuy nhiên nó sẽ cung cấp máu cho toàn bộ cái tim trái. Do đó nếu mà được bệnh lý nào mà tắc thân trung hoặc là bên trái, hoặc là hẹp thân trung bên trái thì bệnh lý rất là nặng. Và can thiệp động mạch vành ngay thân trung này cũng là những chuyên gia rất có kinh nghiệm mới dám đặt van ở động mạch vành trái, cả thân trung và bên trái. Chứ nếu không, trước đây người ta chỉ định là mổ bắt đầu. Sau này một số anh làm can thiệp rất là giỏi thì có thể can thiệp ở đây luôn. Tại khi muốn đặt van ở đó thì bắt buộc phải có cái bóng ở trong đó, nó cung nó sẽ lên. Và cái thời gian mà cung cái bóng là thời gian tắt toàn bộ, không có máu đi qua. Sau đó nó nằm nhanh và hạ xét một số thì máu nó mới chảy qua. Thì trong khoảng mấy giây đó là có thể bệnh nhân đã vào cái ngưỡng tim và chết luôn. Thành ra trước đây người ta không có dám cho đặt cái này, tuy nhiên sau này người ta vẫn đặt được đó. Và can thiệp vào đó người ta cũng thấy ổn. Chứ trước đây thì chỉ định mổ bài bá sắp các chị không. Thì cái khi mà các thân chung nó đi qua đây thì nó sẽ tách ra thành hai nhánh. Một cái nhánh đi ở phía trước giữa cái rãnh, đi ở trong cái rãnh liên thất ở phía trước gọi là động mạch liên thất trước. Đây là thân phải và đây là thân trái. Và một nhánh nó bắt ngang sang bên đây, nó đi ở rãnh nhĩ thất bên trái, nó gọi là động mạch mũ trái. Động mạch bên phải xuất phát từ cái lá bên phải hay là cái đầu lá trước phải. Nó đi ở rãnh nhĩ thất bên phải, đây là nhĩ phải và đây là thất phải. Các bạn thấy rõ ha. Đây là nhĩ phải, đây là thất phải. Thì nó đi ở rãnh nhĩ thất phải và nó vòng ra phía sau. Đến cái rãnh liên thất sau thì nó đổi chiều, nó đi dọc theo cái rãnh liên thất sau. Nó được đổi tên là động mạch liên thất sau. Thật ra động mạch liên thất sau là phần xa của động mạch bên phải. Và nó nuôi cho cái phần dưới của cái tim. Đó, thành dưới của tim. Về sinh tiết tới máu của động mạch vành á, xin lỗi, cái hệ động mạch vành nó sẽ có cái phần anh chị thấy là nó đi từ ngoại tâm mạch, nó đi sâu vào nội tâm mạch đúng không ạ? Trong đó hệ thống dẫn truyền chúng ta đi ngược lại, đi từ nội tâm mạch đi ra ngoài tâm mạch đúng không? Như vậy hệ động mạch vành chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong. Thì cái những động mạch nào nó gần cái màng ngoài tim á, đường kính nó sẽ lớn. Và càng đi sâu vô cái lớp nội tâm mạch ở phía trong á thì nó sẽ nhỏ dần đúng không? Và nó mập cho màng dưới động mạch thì nó nuôi cho cái tim đúng không ạ? Do đó khi chụp động mạch vành lên á, chụp động mạch cảm quan á thì chúng ta chỉ thấy được những cái động mạch ở ngoài tâm mạch thôi. Những động mạch này có đường kính từ 2-3mm thì chụp để xa chúng ta mới thấy. Và những cái động mạch nó đi sâu phần lớp cơ tim thì đường kính nó rất là nhỏ. Cái lượng nước cảm quan phủ trong đó chúng ta không thể nhìn thấy trên cái màng được màng sáng sáng được. Và cái lớp mà cái động mạch đi sâu vào trong này là nó đảm bảo cung đường di chuyển cho tim. Và cái lớp này nó cũng chịu cái tác động co bóp của cơ tim ảnh hưởng lên thiếu máu nhiều nhất. Do đó hầu hết những bệnh động mạch mạng tính hay là thiếu máu ổn định đó, nó thiếu máu cơ tim ở dưới nội tâm mạch. Đó, nó chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Thì các chị nhìn sơ đồ ở đây, đây là cái lớp cơ tim. Thì động mạch nó đi từ ngoài vào trong, đúng không ạ? Do đó nếu như có hẹp hoặc là tắc hoặc bệnh lý gì đó nó tổn thương ngoài này thì sẽ thiếu máu xuyên thành từ ngoài vào trong. Và nếu mình bị những cái phần nhỏ đó thì nó sẽ tổn thương dưới nội tâm mạch, nên là thiếu máu cho dưới nội tâm mạch phần này thôi, chứ không có chuyện ngược lại là ở đây nó bị thiếu máu hoặc trong này được thiếu máu. Nó không có thẩm thấu oxy chất dinh dưỡng từ trong vùng tim ra nội tâm mạch để vào cơ tim được, bắt buộc nó phải đi hẹp động mạch. Về thiếu máu của cơ tim thì chúng ta thấy được rằng á là sẽ tốt nhất trong thì thân trung, còn tất cả các tạng khác trong cơ thể chúng ta thiếu máu tốt nhất ở thì tâm thu. Tại thì tâm thu áp lực máu sẽ lên cao, cái áp tâm thu cao hơn áp tâm trung và dòng máu nó sẽ bị tống ra trong thì tâm thu. Do đó ở các mô chụp cái túi máu tốt hơn ở thì tâm thu, ở mạch vành thì ngược lại, ở mạch vành ngược lại thiếu máu tốt ở thì tâm trung thì tâm thu sẽ bị hạn chế hơn. Lý do thì sao ạ?
Nhưng mà nó có hai lý do. Lý do thứ nhất á là do áp lực tác động lên thành của tức cho tim. Cái lý do thứ hai đó là do mở hoạt động của cái mạch mạch chủ. Và chúng ta sẽ phân tích từng thì một. Trong thiền tâm thu thì áp lực trong buồng tim rất là cao, đúng không ạ? Áp lực trong buồng tim rất cao, nó mới thắng được áp lực của động mạch chủ, và lúc đó nó mới mở động mạch chủ và nó đi ra ngoài được. Thì áp lực trong buồng tim rất là cao ở cuối thiền tâm thu thì nó sẽ đè ép lên lớp cơ tim, và như vậy áp lực có xu hướng là giảm dần từ trong ra ngoài, đúng không ạ? Áp lực trong nội tâm mạch sẽ cao hơn áp lực ở ngoài cơ tim ngoài tâm mạch. Các chị đồng ý không? Rồi. Nhưng mà dòng máu thì chảy từ ngoại tâm mạc vào trong. Như vậy các chị có hình dung được dòng máu nó đang chảy đi ngược chiều của các ra gian áp lực không? Ở trong thiền tâm thu đúng không nào? Giống như chúng ta bơi ngược dòng vậy đó. Đó. Dòng máu nó sẽ bị hạn chế ở thiền tâm thu. Bên cạnh đó ở thiền tâm thu thì các ban tổ chim nó mở ra. Tại sao nó mở ra mà gọi là nó xếp lại chính xác hơn, đúng không? Các tổ chim thế này nhưng mà thay sao nó phải thì đó mỗi chỗ này nó không có hở ra, tập chủ nó hở ra. Thì khi mà dòng máu chảy ra ngoài thì cái máu nó xếp lại thì nó áp vô trong cái lỗ xuống các cơ động mạch vào. Máu sẽ khó vô trong động mạch vào được hơn, đúng không? Lý do thứ hai để tiến máu được thì tập chủ kém chất, đúng không? Còn trong thiền tâm trơn thì như thế nào? Trong thiền tâm trơn thì cho tất trái nó giảm đồng thể tích thì nó tạo một áp lực âm trong buồng tim, đúng không ạ? Áp lực âm trong buồng tim. Như vậy lúc đó cái radian về áp lực nó bị thay đổi chiều, là ở ngoài ngoại mạc nó sẽ cao hơn ở góc độ ngoại mạc, đúng không anh chị? Đúng không? Thì như vậy nó sẽ xuôi chiều theo cái dòng máu, lúc đó là chúng ta chảy xuôi dòng, đúng không? Dòng máu nó đi xuôi dòng của áp lực. Bên cạnh đó khi thiền tâm trương thì cái van tổ chim nó đóng lại, cái dòng máu trong mạch chủ nó dội vào trong cái lá van tổ chim, và như vậy nó sẽ đẩy máu vào cái lỗ động mạch vành dễ hơn. Các chị hình dung được không? Tôi nói gì các chị hiểu không ạ? Như vậy trong cái tưới máu cơ tim thì ở thì tâm trương sẽ tốt hơn trong thì tâm hôn. Do đó khi chúng ta học cái bài mà điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc là điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi. Ở người cao tuổi thông thường huyết áp tâm thu sẽ cao hơn huyết áp tâm thu sẽ tăng cao, máu tâm trương có xu hướng giảm do tình trạng sơ cứng mạch. Nếu chúng ta điều trị quá tích cực huyết áp tâm thu để đạt mức huyết áp mục tiêu thì huyết áp tâm trương cũng sẽ giảm theo. Và huyết áp tâm trương mà giảm thấp quá thì tưới máu cho mạch vành nó sẽ giảm và gây ra biến cố mạch vành tăng lên. Do đó các anh chị thấy trong các khuyến cáo điều trị bệnh tăng huyết áp ở người cao tuổi, cái mức huyết áp mục tiêu thường sẽ cao hơn một chút so với những người trẻ tuổi hơn. Các anh chị đó rồi nhớ chúng ta hiểu đó, chúng ta ứng dụng trên lâm sàng. Đặc biệt bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ nữa thì không nên hạ huyết áp tâm trương quá thấp, nó sẽ giảm tưới máu nhiều hơn. Như vậy về cơ chế của thiếu máu cục bộ cơ tim là như thế nào? Thì ở đây chúng ta xem đây là một cái cân bằng, một cái cân. Thì về cơ chế bệnh sinh của thiếu máu cục bộ cơ tim là sự cân bằng những nhu cầu tiêu thụ và cung cấp oxy cơ tim. Đây là không chắc chắn cân không tròn. Cái cân bằng này là cân bằng động. Động có nghĩa là sao? Khi chúng ta nghỉ ngơi thì nhu cầu nó sẽ thấp, vì cung cũng sao mà đủ cầu thôi chứ không có vượt quá cái cung, đúng không ạ? Khi chúng ta gắng sức lên, tùy theo mức độ gắng sức nhẹ hay vừa hay nặng mà cái cung nó cũng sẽ tăng theo nhẹ hay vừa hay nặng để làm thiết lập cân bằng lại, ở đúng cái trạng thái hoạt động sinh lý của cơ thể. Các chị đồng ý không ạ? Thì chỉ có nhu cầu tăng lên cung nó thiếu thôi chứ không bao giờ mà cung nó vượt cầu hết, đúng không ạ? Nó không giống trong kinh tế ha. Tôi thấy chồng là thấy nuôi heo được quá, thì bà con nuôi heo nuôi heo thế họ cũng phải thừa. Ở trong các cơ tim của chúng ta nó rất là linh hoạt, trong chuyện đó nó không có bị thừa, chỉ có thiếu không thiếu được thôi. Do đó khi mà có một cái sự mất cân bằng cung cầu này á, nhu cầu cao hơn sự cung cấp thì sẽ gây đến tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim. Như vậy những yếu tố nào nó phụ thuộc, nó làm cho cái tăng nhu cầu lên,
chúng thấy cái nhu cầu nó tăng lên do tăng tần số tim, cái giá nó tăng lên thì nó cũng sẽ tăng cái nhu cầu, tại vì cơ tim nó bớt mạnh hơn để thắng lại cái việc cản đó. Sức căng của cơ tim hay nói chung là độ đổ đầy của thân trái, cuối thần kinh, tình động phi đại của cơ tim và tăng sức cầu của cơ tim. Để đây chúng ta thấy khi chúng ta gắng sức tần số tim nó nhanh lên không các chị? Đó. Đó, tại vì khi chúng ta gắng sức thì toàn thân chúng ta sẽ cần nhiều oxy hơn, cần nhiều chất dinh dưỡng hơn, do đó cung lượng tim phải tăng lên. Muốn cung lượng tim phải tăng lên thì tần số tim phải tăng lên. Và sức cầu của cơ tim cũng phải tăng lên, và sức cản ngoại biên cũng phải tăng lên luôn nè. Đúng không? Do đó khi gắng sức huyết áp phải tăng. Đó là sinh lý. Nếu một người nào mà khi gắng sức huyết áp không tăng lên, tần số tim không tăng lên, đó là bệnh lý. Và các chị nắm được không hả? Rồi. Rồi, những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cung? Đó là do cung lượng và thứ hai là khả năng mang oxy. Thì đó là vai trò của hồng cầu của hemoglobin. Khi có một lý do nào đó dẫn đến tình trạng mất cán cân cung cầu này, có nghĩa là sao? Nhu cầu thì tăng lên nhưng mà cung không có đủ nhu cầu thì nó sẽ mất cán cân này, và lúc đó nó sẽ gây ra tình trạng thiếu máu phục vụ cơ tim. Thì trường hợp khi nào nó xảy ra như vậy? Thì nếu mà nhu cầu tăng lên mà cung không đủ thì cơ tim nó vẫn phải chuyển hóa để nó tạo ra năng lượng ATP cho hoạt động của co của tế bào cơ tim. Thì thiếu oxy, cơ tim sẽ chuyển hóa từ con đường chu trình rep sang cái chu trình yếm khí. Và khi chuyển hóa ở chu trình yếm khí thì nó sản sinh ra nhiều axit lactic, và chính axit lactic là sẽ gây ra cơn đau thắt ngực liên quan đến gắng sức. Và khi cái người đó nghỉ ngơi không gắng sức nữa thì bắt đầu các cán cân nó trở lại như bình thường, là nhu cầu đã giảm xuống, nó cân bằng với cái cung thì lúc đó chuyển hóa yếm khí trở lại, bệnh nhân hết động lực. Và đó đặc điểm của một cái cơn thắt ngực liên quan gắng sức là như vậy, do tình trạng này. Về cái quan điểm bệnh đi thiếu máu cục bộ thì sẽ chia sẻ với các chị, nó có hai cái quan điểm, một cái quan điểm cổ điển và một cái quan điểm hiện đại. Thì quan điểm cổ điển á thì chủ yếu dựa vào cái tình trạng tắc nghẽn cái động mạch vành. Thì khi mà tắc nghẽn động mạch vành thì cái phần hạ lưu của nó sẽ bị giảm thiếu máu, đúng không ạ? Và cái vùng lưu vực mà do cái phần hạ lưu của cái nhánh chỗ hẹp đó nó bị thiếu máu thì nó mới gây ra tổn thương, nên nó là cục bộ, là chỗ bị chỗ không, những chỗ nào thiếu máu tốt thì nó không có bị, tức là trước chỗ hẹp thì không có bị, hoặc cái nhánh khác nó không có bị thì nó không bị, còn chỉ hẹp cái nhánh nào thì phần hạ lưu của nó sẽ bị và là thiếu máu cục bộ đầu tiên. Thì trước đây người ta đổ tội hết cho cái mảnh vữa sơ đó, nhưng mà ngày nay thì sẽ có những cái nguyên nhân khác, những cái lý do khác. Thì đây là quan điểm cổ điển. Như vậy người ta sẽ đồng nghĩa với bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh động mạch vành. Và khi có tổn thương hẹp sữa vữa sơ gây hẹp trên 50% đường kính của một trong ba nhánh chính động mạch vành thì gọi là có thiếu máu cục bộ cơ tim. Như vậy cái tại sao người ta có cái số 50% đường kính của một trong ba nhánh chính? Một trong ba nhánh chính đó là động mạch lý thân trước, động mạch mũ và động mạch phải, các anh chị nha. Vậy chúng ta có hai động mạch vành trái và phải thôi, nhưng mà hai nhánh trên một động mạch trái thì chúng ta hai nhánh chính rồi. Nếu mà hẹp ở thân chung động mạch vành trái thì bao nhiêu hẹp hai nhánh anh chị ha. Như vậy chúng ta xem cái quan điểm đầu tiên là về mảng vữa sơ, thì chúng ta xem cái sự hình thành của mảng vữa sơ đó như thế nào. Thì cái mảng vữa sơ nó sẽ khi hẹp, và ở đây có một cái thí nghiệm này để đưa đến tại sao lấy 50% đường kính của động mạch vành. Thì đây là một cái thí nghiệm của tác giả Gold và Lipton thực hiện năm 1974. Thì các anh chị xem trên cái biểu đồ này trục hoành, đó là phần trăm đường kính hẹp của động mạch vành, cái trục tung đó là cái cung lượng vành. Và ở đây người ta đo được hai mức, mức lúc nghỉ và lúc gắng sức. Thì nếu như động mạch vành hoàn toàn bình thường, tức là hẹp 0%, thì tác giả thấy rằng là lúc gắng sức cung lượng vành có thể tăng gấp 4-4.5 lần so với lúc nghỉ ngơi. Thì cái khoảng này người ta gọi là dự trữ vành.
và ông lấy một cái kẹp, ông kẹp vào một trong ba nhánh chính đó, hẹp từ 10%, 20%, 30%, 40% đến 50% đường kính của một trong ba nhánh chính. Thì ông cũng làm thí nghiệm trở lại thì ông thấy là cái cung lượng bệnh khi gắn sức có thay đổi không các anh chị? Không có giảm gì hết, vẫn y nguyên như vậy. Thì ra hẹp dưới 50% coi như hẹp không có đáng kể, hay hẹp không có ý nghĩa và nó không gây ra tình trạng giảm cung lượng khi gắn sức. Như vậy người này có bị đau ngực không ạ? Hoàn toàn không có, tại vì cung đủ với nhu cầu. Khi hẹp trên 50%, hẹp 60, 70, 80 thì các anh chị thấy là khi gắn sức mức này thì cung lượng hoành nó đã giảm xuống rồi, nó không đủ với nhu cầu, đúng không? Thì lúc đó sẽ gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim và xuất hiện cơn đau thắt ngực. Nếu mà hẹp càng nặng thì cái ngưỡng gắn sức càng thấp. Các anh chị thấy không? Ngưỡng gắn sức là gì? Tức là mức độ gắn sức gây ra xuất hiện triệu chứng cơn đau thắt ngực, gọi là ngưỡng gắn sức. Và trên lâm sàng chúng ta đo cái ngưỡng gắn sức này bằng các phân độ gì các anh chị? Phân độ CCS, phân độ cơn đau thắt ngực của Canada. À, cái phân độ đó dựa vào khả năng gắn sức của người bệnh. Khả năng gắn sức càng thấp mà gây ra cơn đau thì mức độ càng nặng. Và nếu như hẹp từ trên 90% thì cung lượng vành giảm ngay cả khi nghỉ ngơi và bệnh nhân này nằm nghỉ cũng đau ngực. Thực ra nằm nghỉ không phải là nghỉ ngơi hoàn toàn đâu. Chúng ta ăn uống khi mà ăn no mà cũng là một gắn sức, đúng không ạ? Bởi vì các anh chị nào ăn no quá không mệt không? Mệt lắm luôn á hả? Hoặc là những người làm bị táo bón 3-4 ngày chưa đi nhá, vô đặng đi ngoài nó cũng mệt lắm luôn á. Thật ra những cái hoạt động tưởng như là thông thường, nó ăn uống hoặc đi ngoài, nó cũng là một gánh sức, đặc biệt đối với những người đã có bệnh. Do đó từ cái nghiên cứu này mà người ta lấy đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán có bệnh tim thiếu máu cục bộ hay không. Và trước đây người ta chỉ nghĩ nguyên nhân duy nhất là mảnh vữa sơ, thì đây là tiêu chuẩn vàng duy nhất để chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ. Ngày nay người ta có một cái quan điểm khác nữa là bệnh tim thiếu máu cục bộ mà không có tắc nghẽn, do đó chụp mạch vành lên bình thường mà vẫn có thiếu máu cục bộ cơ tim. Chút xíu tôi sẽ nói. Do đó tiêu chuẩn vàng này vẫn còn được sử dụng, nhưng nó chỉ dùng cho cái nhóm là bệnh tim thiếu máu cục bộ do tắc nghẽn mà thôi. Còn bệnh tim thiếu máu cục bộ không do tắc nghẽn thì không có lấy tiêu chuẩn này. Rồi, các chị nhóm được tới đây chưa nào? Tôi giảng thì có hiểu không? Có buồn ngủ không? Tình ngủ. Bây giờ như vậy cái mảnh vữa sơ đó, sự hình thành của cái rồi sống hợp chạy. Thank you.
Tôi sẽ tóm gọn lại chút xíu. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái sự hình thành mảng hồ sơ đó, cái đóng vai trò rất lớn của cái LDL cholesterol và trong máu. Thì có nhiều bệnh nhân người ta tới bác sĩ như tôi bị mỡ trong máu cao, tôi sợ lắm. Bác sĩ làm sao thì tôi hết mỡ trong máu, thực ra là không hết được, thì mới hết là còn chết luôn. Để cho mỡ trong máu rất là quan trọng, nó làm cho mọi chuyển hóa. Làm sao chúng ta giữ cái nồng độ đó trong giới hạn bình thường, anh chị ha? Và sẽ đạt được mức tiêu chuẩn, mức cái cholesterol dự trù mục tiêu. Thì khi chúng ta xem cái bi lăng mỡ máu thông thường chúng ta xét nghiệm á, thì nó gồm có bốn chỉ số là cholesterol total, cái triglyceride, HDL và LDL cholesterol. Thì trong đó HDL thì đó là một cái cholesterol tốt, còn cái LDL mới là một cái nguy hiểm nhất đối với cái bệnh tim mạch do mỡ xơ, đặc biệt là bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thì khi cái nồng độ LDL trong máu nó cao thì nó sẽ thấm qua cái lớp dưới nội mô của mạch máu đi vào phía sau, phía trong nội mạch. Đây là phía thành mạch. Để cái thành mạch này nó sẽ bị oxy hóa và nó trở thành những cái yếu tố viêm.
vì bản thân nó là yếu tố viêm, do đó nó sẽ có một cái hóa biến động đến các bạch cầu đơn nhân đang lưu hành trong máu. Bạch cầu này nó sẽ chui xuống lớp dưới nội mô đi theo cái LDL mà bị oxy hóa đó, và nó sẽ trở thành những cái đại thực bào, nó bắt giữ những cái LDL đã bị oxy hóa và nó tạo thành những tế bào mọt, và khi nó bị vỡ ra nó sẽ giải phóng ra một lượng mỡ rất là lớn nằm ở dưới lớp nội mô, và cái quá trình viêm nó lại còn mạnh hơn nữa. Và cái quá trình tiền sẹo đó là cơ bản của cơ thể của chúng ta. Lúc đó những cái collagen, những cái sợi elastin nó sẽ bao phủ lên trên, nó tạo thành một cái lớp sợi phủ lại cái mảng vữa sơ đó. Thì trong những cái mảng vữa sơ mới hình thành thì thường cái lớp sợi đó nó mỏng, và quá trình viêm cũng đang tiến triển, cho đó cái rất là dễ bị nứt bị vỡ. Và khi mà nứt vỡ thì nó sẽ rất là dễ không có quá trình hình thành cái khối. Còn nếu như nó không có bị nứt bị vỡ, tiếp tục viêm dày 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 lên và nó tạo thành cái vỏ sơ rất là dày. Thì ở trong này chúng ta thấy là cái mảng vữa sơ nó sẽ tiến triển theo hai cách như tôi vừa nói. Một cách là nó tiến triển dần tạo thành cái vỏ sơ dày lên, thì nó gọi là mảng vữa sơ ổn định. Khi cái lớp sợi nó dày nó sẽ khó bị nứt bị vỏ. Còn mảng vữa sơ mới hình thành hay là mảng vữa sơ đã hình thành lâu rồi nhưng mà bị phản ứng viêm phát triển mạnh ở trên đó thì nó cũng sẽ dễ nứt vỡ, thì nó gọi là mảng vữa sơ không ổn định. Thì chuyện gì xảy ra với cái mảng vữa sơ không ổn định? Đây là hình ảnh của cái mảng vữa sơ ổn định, các chị thấy cái vỏ nó đẹp. Còn đây là mảng vữa sơ không ổn định, cái vỏ sơ, cái lớp sợi nó rất là mỏng. Và khi nó mỏng như vậy đó, dưới các cái stress cơ học, sinh học hoặc huyết động học, nó sẽ làm xoáy mòn hoặc là quá trình viêm nó sùi lên, nó gây ra nứt hoặc vỡ cái mảng vữa sơ. Khi mà nứt vỡ mảng vữa sơ thì nó sẽ bộc lộ cái lớp dưới động mạch hay là cái lỗ huyết, nó sẽ bộc lộ ra ở trong đó. Chuyện gì xảy ra khi bộc lộ như vậy các anh chị? Nó sẽ có một cái hiện tượng rất giống như các anh chị bị đứt tay. Nhiều khi các anh chị làm bếp á, một cái dao cắt vào cái ngón tay của mình á, cắt ngang một cái mạch máu, nó làm chảy máu. Thì chuyện gì xảy ra đầu tiên ở cái mạch máu bị đứt không chị? Nó sẽ có một cái phản xạ co mà co cơ trơn mà nó co lại. Và tiếp theo là cái gì ạ? Tiểu cầu nó sẽ khớp tập lại, đúng không? Nó tạo thành cục máu cắn. Tiểu cầu nó kết tập lại, nó sẽ giải phóng ra các yếu tố đông máu. Cái yếu tố này nó sẽ kéo hồng cầu trở lại thành một cục máu đỏ, cái khối nấp ngay cái chỗ bị đứt tay đó để cầm máu cho chúng ta. Có đúng vậy không các anh chị? Thì ở trong mạch vàng, nếu như cái mảng vữa sơ không ổn định, nó bị nứt vì vỡ ra, nó nứt vỡ nó có từ từ không? Bọt phát nó nứt liền, bọt phát nó nứt liền, đúng không? Giữa cái trạng thái lành với trạng thái tổn thương là nó là một phát rất là nhanh, ở đó các anh chị. Đặc biệt trên những cái mảng vữa sơ không ổn định, cái vỏ sơ nó mỏng, nó bị sùi, nó bị viêm, nó thì nứt rất là dễ. Chỉ cần một cái stress gì đó, áp lực hơi cao một chút, quá trình viêm hơi tăng lên chút xíu, dòng chảy mạnh hơn chút là nó đã có thể nứt vỡ rồi. Và khi nó nứt, nó vỡ cái mảng vữa sơ ngay chỗ đó thì gây phản toàn bộ cái dây chuyền giống như chúng ta bị đứt tay. Có nghĩa là gì? Đầu tiên chuyện gì xảy ra các anh chị? Mạch vành nó sẽ co lại, nó có phản xạ co lại tại chỗ. Rồi sau đó tiểu cầu sẽ kết dính lại, hồng cầu sẽ nuốt lại. Ở ngoài cái tay chúng ta cầm máu thì nó tốt, mạch vành mà nó nuốt luôn đó thì chuyện gì xảy ra các anh chị? Gây ra nhồi máu cơ tim cấp, nguyên cái phần hạ luôn của cái động mạch thủ phạm bị đấm nó thì nuốt lại đó, không có máu tới nuôi hoại tử cơ tim. Bằng hoại tử cơ tim là cái suy bơm, suy bơm là vào sốc tim và chết luôn. Các anh chị nắm được chỗ này không? Do đó trong vấn đề điều trị dự phòng nhồi máu cơ tim cấp ở những bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định hoặc bệnh nhân có nhiều nguy cơ của bệnh tim thiếu máu cục bộ, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, béo phì, các chị phải cho thêm cái gì để dự phòng trong cái tập cho gì cho statin và kháng chất tập tiểu cầu. Bản thân cái statin đó nó làm giảm LDL cholesterol, cũng là giảm nguy cơ rồi. Tuy nhiên statin nó còn có một tác dụng kháng viêm tại mảng vữa sơ, nó chuyển mảng vữa sơ từ không ổn định dần dần thành ổn định, nó sẽ dự phòng được nhồi máu cơ tim cấp, đúng không?
Bên cạnh đó, dù cho satin rồi dự phòng nó cũng có thể bị, đúng không các anh chị? Dù cho dự phòng satin đó cũng có thể bị nứt, bị vỡ ra. Nếu giả bị, ví dụ như nó bị nứt, bị vỡ ra, nếu chúng ta không dùng kháng cái tập kiểm cầu trước thì huyết khối sẽ rất là nhiều, nó sẽ tắc hoàn toàn. Còn nếu những người nào đã được dùng kháng kết tập kiểm cầu trước đó dự phòng, lỡ có nứt có vỡ ra thì cục máu trắng nó cũng sẽ nhỏ, tại nó bị ức chế rồi, đúng không? Mà cục máu trắng nhỏ thì cục máu đỏ nó cũng sẽ bé theo, và nó có thể gây hẹp hoặc là tắc không hoàn toàn, chứ không đến nỗi tắc hoàn toàn. Như vậy bệnh nhân được cứu sống hơn các anh chị, dễ dàng hơn, dòng máu tim sẽ nhẹ hơn. Do đó các anh chị qua cái phần này, các anh chị hiểu vai trò của statin và các cấp ứng rồi chưa? Do đó chúng ta phải điều trị dự phòng. Tại tôi thấy sao có rất nhiều bác sĩ kê điều trị một bệnh nhân tăng huyết áp, tăng huyết đường, rất nhiều yếu tố nguy cơ bệnh vần, không có cho statin với đại aspirin hoặc là đo bình thường nào. Đấy, cái này chúng ta xem rồi. Qua cái cơ chế này để các anh chị thấy là chúng ta phải dự phòng. Chứ đừng để bệnh là chúng ta stand nó tốn tiền lắm ha. Rồi các anh chị nắm được cái mảng hồ sơ này chưa? Như vậy chúng ta xem là mảng hồ sơ ổn định đó là cơ sở giải phẫu của bệnh viêm thông máu cục bộ ổn định. Mảng hồ sơ không ổn định là cơ sở giải phẫu của hội chứng mạch cấp hay là nhồi máu cơ tim cấp. Thì trước đây biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm thông máu cục bộ là suy, gọi là suy bệnh mạch mạng, có thể do đau thắt lưng ổn định, tức là gì? Cơ đau thắt lưng liên quan tới gắng sức. Có thể do thiếu máu cơ tim im lặng, có thể thiếu máu cơ tim im lặng là do bệnh nhân có thể là người lớn tuổi hoặc là có đái tháo đường, thường thì cái ngưỡng đau người ta bị cao lên, do đó nhiều khi có đau ngực người ta không cảm giác, có thiếu máu cơ tim người ta không cảm giác đau được, gọi là thiếu máu cơ tim im lặng. Một cái nhóm thứ ba có thể thứ ba đó là suy tim mạng chính do bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bệnh tim thiếu cục bộ lâu năm nó sẽ dẫn đến suy tim, và bệnh nhân nhập viện do khó thở của suy tim chứ không phải do cơ đau thắt lưng. Và điện thông đồ của nó trong cái bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định hay là bệnh mạch mạng đó thì ST nó trên xuống và sóng tê đảo như thế này. Còn trong bệnh chứng mạch cấp thì nếu mà tắc hoàn toàn sẽ gây ST trên lên và thông thường troponin nó sẽ tăng. Nếu tắc không hoàn toàn thì ST nó sẽ trên xuống hoặc nó đi ngang. Nếu có men tim tăng đó, thì gọi là nhồi máu tim cấp, ST không trên lên. Còn nếu như troponin nó không có thay đổi đó thì gọi là theo dõi cái đau thắt lưng không ổn định, theo dõi thôi các anh chị. Chút phần sau tôi sẽ nói kỹ về đây. Về quan điểm hiện nay, bệnh viêm thông máu cục bộ nó có những cái khác, không phải là khác mà nó chính xác là nó bổ sung thêm. Trước đây chúng ta chỉ nói một yếu tố là vỡ sơ động mạch thôi, bây giờ nó nhiều yếu tố khác nữa. Và cái yếu tố đó vì sao người ta đặt lại vấn đề từ từ năm 2012, cũng mới có mấy năm nay thôi, thì người ta thấy giữa cái bệnh động mạch vành và bệnh tim thiếu máu cục bộ nó có một cái sự nhầm lẫn gì ở đây, một cái liên kết nó không có chặt. Tại sao người ta nói như vậy? Tại vì chúng ta cứ chăm chăm vô hẹp động mạch vành là vấn đề, và chúng ta quên đi mất những vấn đề khác. Thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta thấy rằng là có một số bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu cục bộ cơ tim nhưng không có hẹp hoặc tắc động mạch vành. Có nghĩa là sao? Những bệnh nhân này trên lâm sàng có cơn đau thắt ngực liên quan với gắng sức, thì gọi là cơn đau thắt ngực điển hình đó, rất là rõ ràng luôn. Nên chụp mạch vành lên hoàn toàn bình thường hoặc hẹp không có ý nghĩa. Thì lúc đó người ta gọi là cái gì các anh chị? Không phải trên Singapore đâu, lúc đó người ta gọi là hội chứng X. X là ẩn số, không biết nó là cái gì. Người ta rất là thắc mắc tại sao trên lâm sàng cơn đau thắt ngực điển hình, chụp mạch vành lên hoàn toàn bình thường mà sau đó khi chết thì nhồi máu cơ tim. Các anh chị ha, em biết lý do sao? Như vậy rõ ràng là hẹp động mạch vành với cái đau ngực này nó không có liên quan gì nhau, đúng không? Chứ không phải là có hẹp thì mới có đau ngực, nên nó không phải như vậy nha. Rồi một cái tình huống ngược lại, có rất nhiều người á vì lý do gì đó mà cho chụp mạch vành để tầm soát kiểm tra thì thấy hẹp rất là ghê, nhưng mà lại không bắt đầu. Thành ra phải có yếu tố gì nữa, không biết là cái gì. Rồi, một cái nghiên cứu rất là nổi tiếng, nghiên cứu Curtis ở đây. Thì khi mà cái kỹ thuật PCI nó phát triển, điều trị tái thiếu máu bằng đặt stent, thì nếu như cái mảng vữa sơ là nguyên nhân gây ra thiếu máu cục bộ cơ tim, gây ra cơn đau thắt ngực,
Thì đặt stent tức là chúng ta đã tái thông rồi, thì về lý thuyết nó phải hết bằng được, và các tuổi thọ bệnh nhân sẽ được kéo dài hơn, đúng không các anh chị? Nhưng qua cái nghiên cứu này thì người ta lấy những bệnh nhân chắc chắn có hẹp động mạch vành rồi, chia thành hai nhóm: cái ngẫu nhiên, một nhóm điều trị nội khoa tích cực kèm BCI sớm, và nhóm điều trị nội khoa đơn thuần thôi, không có đặt stent. Theo dõi thời gian trung bình khoảng chừng 4-6 năm thì thấy rằng sau gần 5 năm thì tần suất tử vong của hai nhóm bằng nhau. Vậy bảo là đặt stent không cho biết được cái gì hơn về tình trạng tử vong. Về tình trạng cơ đau thắt ngực thì cũng vậy, tỷ lệ còn cơ đau thắt ngực vẫn xem nhau, sự khác biệt không có nghĩa thống kê. Như vậy rõ ràng không thể nào nói đặt stent giải quyết được cái tắc đó là vấn đề, nó còn cái gì khác nữa. Tuy nhiên phải nói lại cái vấn đề này, nếu đặt ai mà đọc kết quả này thì nghĩ rằng thôi mình tiêm phép ổn định được có đặt stent không có lợi gì thì nói gì nó bị sai đó. Ở trong này là nghiên cứu người ta không có chia ra các mức độ nặng vừa hay nhẹ, thì gặp chung là thì thấy nó không có khác biệt. Nhưng sau này người ta tách ra thành những cái subgroup á, những trường hợp mà hẹp nặng không thể tiêm biểu hiện lâm sàng hẳn á, thì bạn phải đều có lợi các chị nha. Do đó chúng ta hạn chế đặt stent lại những trường hợp mà nó không có quá nặng, hoặc là cái diễn biến lâm sàng nó không có nặng, người ta không cần đặt stent đâu vì nó không có lợi. Cho đó bây giờ cái quy trình để mà chọn lựa bệnh nhân bệnh tiêu thép phục vụ ổn định để đặt stent á, người ta chọn kỹ hơn về phương diện, chứ không có hẹp trên đỉnh quy trình là đặt đâu. Người ta còn phải đo cái điện tử vành, người ta còn đo cái thành bản chất của cái mảng vữa sơ ha, rồi người ta mới cho đặt stent. Còn lúc trước thì cứ hẹp trên 70 là đặt hết, thì nó có nhiều trường hợp đặt nó có lợi. Rồi ta còn xem cái tuần hoàn mạng này nữa, có nó tốt không, để ta mới xem cho nó đặt stent đó. Còn mình thật ra cái này nói như vậy để biết được rằng là cái quan điểm nó bị thay đổi thôi, chứ còn đặt stent đúng trường hợp thì nó còn tốt nha. Như vậy giải quyết cái này hẹp tắc động mạch vành bằng biện pháp cơ học không chữa giúp được tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim. Như vậy người ta sẽ nghĩ lại, phải nghĩ lại về bệnh thiếu máu cục bộ, người ta nghĩ như thế nào đây? Từ những cái dữ liệu lâm sàng nêu trên, cái thấy kết luận là hẹp tắc động mạch vành không phải là đồng nghĩa với bệnh thiếu máu cục bộ. Và bây giờ người ta sẽ có một cái từ khác đi ha, trong vấn đề này. Thì thay đổi cái quan điểm này là các nhà chuyên môn trên thế giới người ta gọi đó như là một cuộc cách mạng Copernic ở trong bệnh thiếu máu cục bộ. Từ quan điểm dòng chảy đến quan điểm chuyển hóa. Thì tại sao người ta đưa cái ông Copernic vào đây? Thì nó có một cái theo lịch sử thiên văn học, thì Aristotle là người đưa ra cái thuyết địa tâm, tức là cái rất là trung tâm của vũ trụ. Và đến thế kỷ thứ 16 thứ 17 thì Copernic là cái người phát hiện ra được rằng là mặt trời nó là trung tâm của vũ trụ và trái đất chỉ là một cái vệ tinh trên xung quanh mặt trời thôi. Và chính vì cái phát minh này ra mà ông bị tử hình. Đó. Tuy nhiên thế giới mới được thay đổi. Và ở trong cái bệnh lý thiếu máu cục bộ cũng vậy, người ta so sánh một cách nó hình tượng một tí để nói về cái sự nhầm lẫn nó trong bài chuyên môn về bệnh lý của chúng ta. Thì trước đây người ta nghĩ cái mảng vữa sơ là trung tâm của bệnh tim thiếu máu cục bộ, cứ chăm giải quyết cái mảng vữa sơ này, người ta quên đi những yếu tố khác. Thì ngày nay người ta thấy rằng là trung tâm của bệnh tim thiếu máu cục bộ là do tình trạng thiếu máu cơ tim, và cái mảng vữa sơ nó chỉ là một phần rất là nhỏ ở trong các cái nguyên nhân và những yếu tố gây ra thiếu máu cục bộ cơ tim. Thì nó cũng tương tự giống như vậy ha. Đây là trung tâm của vũ trụ này, bây giờ nó chỉ thành một vệ tinh thôi và trung tâm nó nằm ở đây, nó kèm theo những yếu tố khác, ví dụ như là mặt nó chỉ còn và tăng đông, nó cũng ảnh hưởng đến thiếu máu cơ tim, các phản ứng viêm cũng ảnh hưởng đến tình trạng co mạch, tình trạng rối loạn chức năng vi tuần hoàn, cảm giác là chức năng nội mô cũng ảnh hưởng đến cái này luôn nha. Từ đó các anh chị thấy một số xét nghiệm sau này người ta đề nghị làm khi mà có bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp hay hội chứng mạch cấp là người ta làm trên các xét nghiệm CRP hoặc là CT scan, là cái yếu tố đông máu, cái yếu tố viêm, những yếu tố này nó càng cao mà tiên lượng của cái nhồi máu cơ tim cấp nó càng nặng anh chị ha, vai trò của nó cũng rất là nhiều, đánh giá thì nó còn co thắt, cũng đã từng chuyển hóa nữa ha. Rồi, tới đây các anh chị nắm được không ạ? Thì từ những cái quan điểm đó thì người ta đưa lên là có quan điểm hiện tại cơ chế bệnh sinh của thiếu máu cục bộ cơ tim là đa yếu tố ha, không chỉ riêng cái mảng vữa sơ tim hẹp
dòng chảy không thôi mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác nữa. Và từ những cái quan điểm đó, người ta có một cái phân loại mới về bệnh tim trung mức cục bộ do cái hội tim học châu Âu đề nghị năm 2013. Ở đây người ta tách thành hai phần rất là rõ ràng là bệnh tim trung mức cục bộ có tắc nghẽn và bệnh tim trung mức cục bộ không có tắc nghẽn. Cái tắc nghẽn ở đây có thể là do mảng vữa xơ ổn định làm hẹp dòng chảy gây nên bệnh tim trung mức cục bộ ổn định. Còn nếu mà tắc hoàn toàn hoặc tắc gần hoàn toàn do huyết khối cũng là tắc nghẽn luôn, do nứt mở mảng vữa xơ không ổn định như thế. Do đó chúng ta thấy ở trong cái bệnh tim trung mức cục bộ tắc nghẽn này có thể xảy ra ở bệnh nhân có hoặc không có triệu chứng cơ đau thắt lưng trên lâm sàng, có thể không có đau cũng được, mà chụp lên mà có hẹp theo tiêu chuẩn vàng này thì gọi là bệnh tim trung mức cục bộ do tắc nghẽn. Nếu có huyết khối gây tắc thì đây là nhồi máu cơ tim cấp. Như vậy ở trong các bệnh tim trung mức có tắc nghẽn này có thể làm bệnh tim ổn định hoặc là nhồi máu tim cấp nằm trong này luôn. Cái loại thứ hai là bệnh tim trung mức cục bộ không có tắc nghẽn, có nghĩa là chụp động mạch vành lên hoàn toàn bình thường hoặc khỏe không có ý nghĩa, tức là hẹp dưới 50% có 1/3 nhánh chính của động mạch vành, thì trên lâm sàng bắt buộc phải có triệu chứng cơ đau thắt lưng. Bắt buộc phải có triệu chứng, nếu cả hai thì ông tính hết tiền xong chúng ta có bệnh anh chị ha. Thì người ta mới chia thành hai loại nữa, một loại là đau thắt ngực vi mạch và một loại là đau thắt ngực do co thắt. Đau thắt ngực vi mạch có nghĩa là bệnh nhân trên lâm sàng có cơn đau thắt ngực điển hình liên quan với gắng sức hết thì nghỉ ngơi, nhưng chụp mạch vành lên hoàn toàn bình thường hoặc hẹp không có ý nghĩa, thì trước đây người ta gọi là hội chứng X. Bây giờ người ta nghĩ là nó có tổn thương ở vi mạch hoặc là đó là chức năng nội mô ở vi mạch hoặc có vi tuần hoàn mà nó gây ra tình trạng này thì gọi là đau thắt ngực vi mạch. Các chị nắm được không ạ? Thì phải chữ X đó được giải quyết rồi nên bây giờ người ta không gọi là hội chứng X nữa. Trường hợp đau thắt ngực do co thắt mạch vành thì chúng ta thấy co thắt mạch vành có thể hai khu vực, một khu vực ở thượng thắt màng, trước đây gọi là cơn đau thắt ngực presbytal, bây giờ cũng gọi là presbytal, thì nó co thắt ở động mạch lớn ở ngoài cho nó gây thiếu máu từ ngoài vào trong, gây ra ST chênh lên trong cơn đau. Trước đây thì hội tim mạch Hoa Kỳ nó xếp cơn đau thắt ngực presbytal vào cái bệnh mạch vành màng, hội tim mạch châu Âu thì xếp vào hội chứng màng cấp, hai hàng không thống nhất với nhau. Tại vì sao? Tại vì bên Mỹ người ta nói là co thắt xong nó giãn ra liền, nó không có gây ra nhồi máu cơ tim, và thực hành lâm sàng nó không thấy trường hợp nào nhồi máu cơ tim do co thắt hết. Nhưng mà châu Âu thời đó thì nó nói không, có một số bệnh nhân ta thấy là nó co thắt mạch vành kéo dài nó cũng gây ra hoại tử cơ tim, người ta rất là sợ và ta để ra một hội chứng màng cấp. Lúc đó thời thập niên 80-90 của thế kỷ trước thì hai cái hội lớn nó không thống nhất với nhau. Tuy nhiên bây giờ thì nó có thể thống nhất được, tại bây giờ tiêu chuẩn, xin lỗi, cái tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không phải là cái chuyện đau ngực hoặc là cái chuyện ST trên lên hay không nữa, mà là tan tim. Thành ra nếu như cái co thắt mạch vành này mà kéo dài đủ gây ra hoại tử cơ tim với bằng chứng là có thay đổi động mạch của troponin thì đó là nhồi máu cơ tim cấp. Còn nếu co thắt tạm thời và nhã ra liền, giãn liền, chưa gây ra hoại tử cơ tim, men tim chưa có thay đổi động mạch gì hết thì đó là ổn định. Các anh chị nắm được chỗ này không? Rồi cái loại thứ hai trong cái co thắt là co thắt lan tỏa ở những vi mạch nhỏ. Như vậy co thắt ở vi mạch nhỏ đó thì nó sẽ không gây thiếu máu từ ngoài vào trong mà nó chỉ gây thiếu máu dưới nội thâm màng thôi. Như vậy trong cơn đau ST nó không sinh lên mà nó sinh xuống. Các anh chị nắm được không ạ? Và như vậy chúng ta sẽ phân biệt cái đau thắt ngực vi mạch với lại cái đau thắt ngực do co thắt lan tỏa. Nó đều là ít lên trên xuống trong cơn đau hết. Nhưng cơn đau mà vi mạch này phải liên quan với gắng sức thì mới được. Còn cái co thắt này thì nó không liên quan với gắng sức. Và các anh chị thấy phân biệt được không ạ? À, như vậy chúng ta nắm được cái bốn cái loại này không? Rõ không ạ? Rồi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một số các tiêu chuẩn để chẩn đoán đau thắt ngực vi mạch. Thì trong đau thắt ngực vi mạch đó, làm sao biết đó là thiếu máu cục bộ cơ tim, chụp mạch vành lên nó bình thường hoặc hẹp không có ý nghĩa, đúng không? Và nó đau ngực liên quan với gắng sức rất là rõ. Thì một cái phương pháp chẩn đoán gọi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định có thiếu máu cục bộ cơ tim đó là xạ hình thiếu máu cơ tim. Thì cái xạ thiếu máu cơ tim là người ta tiêm vào máu, vào tĩnh mạch một lượng
chất phóng xạ lithium nó cố gắng làm việc phóng xạ, để chất phóng xạ sẽ theo máu đi khắp cơ thể của chúng ta. Và người ta sẽ đưa cái máy để chụp cái bức xạ này, chụp cái nhấp nháy của bức xạ nó ở phần của cơ tim. Thì nếu nguồn cơ tim và tưới máu tốt thì nó sẽ bức xạ rất là đều, đúng không ạ? Nguồn nào mà giảm tưới máu có nghĩa là máu tới đó ít thì cái bức xạ của nó sẽ giảm, đúng không anh chị? Như vậy chụp hình xạ đồ, hình xạ hình tưới máu cơ tim thì thấy vùng nào giảm bức xạ là vùng đó bị gì? Thiếu máu cục bộ. Cái vùng nào khuyết xạ, tức là không có một tí xạ nào tới hết, vùng đó là bị hủy rồi, vùng đó cơ tim chết rồi. Mà các chị nắm được không? Thì trong trường hợp đó chúng ta có thể chẩn đoán xác định đây là bệnh nhân thiếu máu cục bộ cơ tim, nhưng mà không có tắc nghẽn. Rồi, các chị hiểu chưa? Cái này không ạ? Tất nhiên chụp mạch vành thấy không có hẹp rồi. Nhưng mà những bệnh nhân nào có bị hẹp động mạch vành có làm xạ được không? Dạ được ạ. Tại vì chụp mạch vành là để ra hẹp để xác định vị trí. Nó hẹp đánh giá được giải phẫu cái tổn thương của động mạch vành, đúng không? Những cái vùng cơ tim chứ chỗ nào sống chỗ nào chết đâu có biết, đúng không các anh chị? Thì xạ tuyến máu cơ tim nó sẽ giúp thêm là cái chỗ đó hẹp mà nó có gây hoại tử như thế này chưa? Nếu mà cái chỗ này mà hoại tử rồi thì có nên tưới máu ở trên không? Có đặt stent không các anh chị? Thông thường ta không đặt stent nữa, phải còn sống thì mới đặt stent chứ. Chết rồi đặt stent nó làm gì? Anh chị không được không? Do đó trong trường hợp mà cho tắc nghẽn người ta vẫn có thể dùng xạ để đánh dấu thì cái vùng cơ tim đó là đang ngủ đông, hay là vùng cơ tim đó đang thích nghi, hoặc vùng cơ tim đó đã còn sống, hay là vùng cơ tim đó đã chết rồi. Có một cái phương pháp điều trị. Tuy nhiên cái xạ là một cái phương pháp chẩn đoán thì nó hơi bị tốn kém, với lại cái bảo quản cái xạ đó ra ngoài cũng phải có thời gian phân rã của cái chất phóng xạ rất là nhanh. Do đó người ta tạo được một cái liều xạ đó thì phải có một lượng lớn bệnh nhân dùng một loạt luôn. Chứ một cái liều xạ đó không chỉ dùng cho một người được. Còn nó dùng cho một người rồi một đống liều đó để dành lại á, ba ngày sau nó phân rã hết thì rất là tốn kém. Các chị ha, người ta thành phố chúng ta bây giờ chỉ có mấy trung tâm lớn nên nó có làm cái này thôi. Thì đầu tiên đó là bệnh viện 175 nó có các khoa phóng xạ, đi học hạt nhân, và sau đó bệnh viện Chợ Rẫy. Chứ còn những nơi khác thì nó không làm cái này. Có thì nó gửi qua thôi. Rồi, rồi lại còn chơi con thắt. Đối với bệnh nhân do con thắt mạch vành mà ngoại thông mạc, tức là cơn đau thắt ngực respiratory đó, thì có những cái cơn đau gọi là biến thái đó, tức là không liên quan đến sức, thường nó xuất hiện vào đi ngủ. Thì trong cơn đau ST trên lên mà đau dữ dội lắm, mà nó rất là sợ đó là chụp ống trung cấp, và ta cho đi chụp mạch vành. Thì chụp mạch vành ra là nó bình thường, nhưng mà làm sao khẳng định nó là do respiratory? Thì thông thường trong quá trình làm đó người ta sẽ chích vào cái bơm thuốc, một thuốc co cơ trơ mạch máu vào trong lòng động mạch vành, và thấy có một vùng của một phần của cái động mạch vành nó co lại, với tiêu chuẩn nó phải co hẹp trên 75% đường kính. Lúc mà chưa thô thuốc thì gọi là đau thắt ngực do co thắt. Chỉ có động mạch vành lớn mới thấy được thôi, nó là respiratory. Còn co thắt động mạch nhỏ là nó thấy ha. Rồi các anh chị nói mấy cái tiêu chuẩn chẩn đoán chưa? Giờ các ta phân biệt được cái thể bệnh chưa? Được ha. Cái phần này đó thì có lẽ là chúng ta sẽ đọc sau ở nhà, liên quan đến chẩn đoán đánh giá cơ đau thắt ngực ổn định, đánh giá phân theo mức độ theo CCS ha của Canada, rồi chúng ta xem cái kết quả bệnh nhân có cơ đau thắt ngực để đánh giá cái dự báo, rồi làm các cái biện pháp thăm dò là biện pháp khám sức ha. À, về tâm đồ chút xíu tôi sẽ nói tiếp sau phần nói sau. Bây giờ chúng ta qua cái phần hội chứng mạch vành cấp. Ở đây các anh chị có nghe nó điều trị không? Có. Rồi bây giờ chẳng có gì tâm đồ chút mình nói sau ha. Bây giờ vấn đề điều trị. Để điều trị này cũng nhanh thôi thì tôi sẽ nói thêm là các anh chị. Tại vì nếu mà nói hết thì sợ không đủ bài, chứ không đủ giờ. Thì về điều trị chúng ta đang chia thành ra về đoạn nói điều trị bệnh không ổn định và chẩn đoán điều cấp nha, chẩn điều cấp sẽ khác thường sau. Thì một bệnh nhân đã được chẩn đoán là bệnh tim thiếu máu cục bộ 20 chu kỳ phút bình thường không các anh chị? Bình thường, nếu tiêu 70 đến dưới 100 là bình thường. Nhưng
Bây giờ người ta vẫn khuyến cáo tần số tim trên 70 vẫn là một yếu tố nguy cơ cho bệnh viêm thoát mô cục bộ. Vì đó, cố gắng làm sao điều trị cho tần số tim dưới 70. Được không ạ? Muốn tần số tim nó chậm lại thì đầu tiên đó là tập thể dục. Những anh chị nào thường xuyên tập thể dục, nhịp tim rất là tốt. Khoảng chừng 60, 62, 65, 67, 70 là gì? Thì những người nó sống rất là lâu. Những ai mà ít tập thể dục, tần số tim có khoảng 75, 80 không mà. Thì tình luôn. Những đầu vận động viên chuyên nghiệp tần số tim của họ là dưới 60. Cái gì ha? Vì mình là người bình thường, không phải vận động viên chuyên nghiệp thì cứ khoảng chừng 65 vậy thôi. Người ta ai mà chưa tập thể dục tập đi. Được chưa? Được chưa? Còn nếu như bệnh của chúng ta có tần số tim cao hơn thì chúng ta dùng cái thuốc nào đó làm cho kéo tần số tim nó xuống thì nó cũng sẽ giảm bớt nguy cơ. Rồi một cách thứ hai là nhịp nhanh. Nhịp nhanh thì đương nhiên là thuốc mất của tim tăng lên rồi, đúng không? Tình trạng tăng huyết áp, tụt huyết áp, rối loạn chức năng thất trái, suy tim, rung nhĩ, anh chị thấy không? Như vậy những cái tình trạng này khác nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn các thuốc khác nhau để điều trị cái cơn đau thắt lưng cho bệnh nhân. Nha. Về cái bài này thì các chị sẽ theo dõi thêm, đọc từng trong bài một chút. Ha. Tôi sẽ qua cái phần này đi nha. Ha. Cái ngày là mới từ của ESC của 2018, ICC ngày 2017 thì cũng đưa lên đây hết rồi. Thì tôi làm rõ cái này. Các chị từng trường hợp mà chúng ta cần xuất hiện trên 70 chúng ta dùng cái gì, dẫn tinh chậm thì xài cái gì, rung nhĩ thì xài cái gì, cái thao đường thì xài cái gì, bệnh thận mãn thì xài cái gì. Ha. Thì chúng ta sẽ đọc thêm, chúng ta có cái hướng dẫn thì đây là guideline mới của ESC 2018. Rồi bây giờ tôi xin phép qua cái phần còn ở rất nhiều lắm, thành ra nó nói thì sợ không kịp bài. Cái phần mà đặt stent, các chị biết kỹ thuật đặt stent rồi đúng không ạ? Thì thì đây là một cái video đặt stent. Thì trước đây người ta hay dùng đi đường động mạch đùi ha. Còn bây giờ chúng ta đi đường động mạch quay hay hơn thì cầm máu nó dễ hơn, rồi ít cái bị thay biến biến chứng do cái huyết khối hay là nhiễm trùng hay là thông động tĩnh mạch. Thì đặt stent chỉ dùng cho bệnh nhân có tắc nghẽn mà thôi, không tắc nghẽn thì đâu có đặt stent gì đâu ha. Các chị nhìn có hiểu gì không? Lúc đầu người ta đưa một cái xiết để mở cái đường thông vào động mạch, sau đó người ta đưa một cái dây dẫn lên tới vai động mạch chủ và tới gần ngay cái chỗ lỗ của cái vai động mạch chủ. Sau đó cho các catheter màu trắng đi thông sinh dây dẫn màu vàng chuyển qua trên đó. Nếu không có cái dây dẫn đó mà đưa các catheter lên là nó phá hết được động mạch, rất là nguy hiểm. Đưa các catheter lên, khi catheter lên tới trên đó thì nó có hai loại catheter, rất nhiều loại catheter. Có những catheter nó có thể đưa vào động mạch mặt phải, động mạch trái rất là dễ. Thì sau khi lên tới đó thì nó sẽ rút cái gai quang ra và sẽ nối với cái ống bơm tim để bơm thuốc cản quang, và cái catheter cái đầu nó sẽ gần với cái lỗ động mạch vành, bơm thuốc một phát nó chạy thẳng vào động mạch vành luôn. Rồi và chụp trên cái động mạch vành, các anh chị thấy cái chỗ hẹp không? Cái chỗ cái nó bị eo lại là cái chỗ hẹp ha, cái chỗ hẹp của mũi tên đó. Đó. Và bây giờ người ta sẽ tiến hành đặt cái stent vào đó. Ha. Thì đặt cái stent người ta sẽ cho cái dây dẫn đi thẳng vào trong đó luôn, đến thận cái phần sâu nhất mà không đẻ được nữa, tức là mặt nhỏ nhỏ đó. Để nó làm giống như cái trượt giữ cái đó. Thì trong trường hợp này người ta bơm bằng ống trước. Thì trong những trường hợp cái mảng mũi sơ nó bị bôi quá rất là cứng, chúng ta phải làm bằng bóng trước. Nếu các bạn chị không làm bóng cho cái stent vào nó thì bị méo mó cái stent. Còn trong những trường hợp dòng máu tim cấp hoặc cả cái mảng mũi sơ nó không bị bôi hóa, không bị cứng thì đặt stent luôn, không cần phải đông bóng trước. Nó gọi là stent trực tiếp chứ không có đông bóng trước. Thì sau khi nông rộng ra rồi đó, hoặc là đặt stent trực tiếp thì cái stent nó xếp gọn như thế này, ở trong lòng nó có một cái bóng. Khi đưa thẳng như thế này á, xác định được cái vị trí tổn thương rồi thì nó sẽ bung cái bóng ra, thì cái stent nó được bung ra ép sát cái mảng mũi sơ lại. Sau đó nó làm xẹt cái bóng và nó kéo cái bóng ra, cái stent nó lại và như động mạch được nằm rộng ra. Các chị nắm được không? Như vậy trong cái thì mà cái bóng nó nông lên á, phần dưới là không có nóng.
thì đó là những cái động mạch nào ngoài gần á, đặc biệt thân chung hoặc đông lùng phát hoặc trường bệnh nhân ngừng tim. Anh chị ha, thì thông thường đông như vậy đó, thời gian nó khoảng chừng mấy giây thôi, tùy theo cái độ cứng của cái mảng mô sơ. Rồi thế thì nắm được không? Dễ ha, không có gì khó đâu. Dễ lắm. Đây là mổ bắt đầu. Mổ bắt đầu trong những trường hợp trước đây bệnh nhân là mà bệnh thân chung hoặc là bệnh ba nhánh, thông thường người ta sẽ thấy nó là mổ bắt đầu được hiệu quả hơn. Thì ở đây là người ta lấy hai cái động mạch vú trâu xuất phát từ động mạch dí đò nuôi câu cái dính vú, thì người ta cắt cái đầu xa, người ta cắm một cái phía sau cái chỗ hẹp, rồi nói cầu đây là cái nón cầu. Bên kia là tập tĩnh mạch, người ta sẽ lấy tĩnh mạch hiểu cái dí chân, ta phẫu thuật là cắt cái động mạch ra, sạc xong người ta nối cả từ động mạch chủ cho đến phía sau chỗ hẹp. Đúng rồi, đây là một cái bắt đầu. Đây là vị trí tái thiếu máu đối với bệnh trên cái mụn do tắc nghẽn. Rồi bây giờ tôi sẽ trình bày với các chi tiết các phần gọi chứng bằng chất để nhồi máu cơ tim thấp luôn. Và sau đó chúng ta qua các phần bắt đầu nhé.